Ok, giờ mình nói đi anh. Nói Ok đi. anh, thì hôm nay là 29 tháng 11 năm 2020, thì cuối tháng 11, thì trong cái tháng 11 này đó là một cái tháng mà rất là đặc biệt. Hồi sáng nay từ hôm qua đến hôm nay tôi ngồi tôi đọc cái cuốn sách rồi tôi chợt nhớ đến cái chuyện tháng 11 là một cái tháng mà nó rất là, đối với người Việt Nam mình mà đặc là những người ở Nhiều Việt Nam biến động. và Mỹ ấy, đặc Nhiều biệt là những nhiều người Việt biến Nam và động. Mỹ ấy, thì nó là một cái tháng rất là biến động, mặc dù nó xảy ra trong quá khứ coi như rất là lâu, nhưng mà riêng đối với những người như tôi với anh ấy, thì khi công việc nó xảy ra đó là chúng mình đã lớn lắm rồi. Đặc biệt chẳng hạn như là cái ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, thì năm đó Trời ơi, lớn rồi. tôi với anh là lúc đó là đã 11 tuổi rồi, 12, 11 rồi. 11 tuổi rồi. Mình anh ở thì Tôi ở Thị Nghè, anh ở Gia Định, chạy qua bên kia cái một cái Đúng cầu rồi. là đến Dinh Độc Lập, là nơi xảy ra bao nhiêu công chuyện. Anh có Lúc nhớ đó lúc đó là anh biết sao? anh làm gì không? Lúc đó mà đại khái là khi mà hai cái máy Tôi bay nó bắt nhớ đầu vào kế. như nhớ tôi nhớ như in luôn. Vậy đó. Leo lên nóc nhà, nhà tôi có một cái sân thượng, nhà leo nóc nhà, ở trên sân nhà nó có một cái lan can, leo lên cái lan can, leo lên nóc nhà để nhìn cho bằng được, tại vì đó là lạ lẫm đối với con nít mà 11 tuổi là rất là lạ lẫm, súng bắn đùng đùng. Rồi xong rồi có thấy hai chiếc máy bay, Đúng rồi. đúng rồi, chiếc hồi xưa nó gọi là máy bay Skyler. Skyder, tức là máy bay Đúng rồi, trong trống Skyler, đó, Alice. sao đúng rồi. Cái xong nó quay nó gầm nó rú dữ lắm mà ngộ mà nó mà cái tiếng cái động cơ nó lớn lắm, mà cái động cơ nó bự Đúng lắm, đồ nó bay ở đâu ở Dinh Độc Lập đó. rồi. Mà ở trên trời Bà Chiểu còn nghe nghe ầm ầm hồi nhỏ con nít mà leo lên coi cho được, đồ cười thấy mẹ luôn. Thì cái đó là những kỷ niệm mà hình như là ghi dấu ấn trong đời mình không bao giờ quên được cả. Cái ngày đó, ngày đảo chánh mùng một ngày một tháng 11 năm 1963, đúng y chang ngày đó luôn. Rồi rồi Năm đó thì là mình ở Thị Nghè đó, tức là mình từ từ cái nhà mình mà ra cái cầu Thị Nghè đó là chỉ có chừng chừng chưa tới nửa cây số là mình đã đi học năm 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 bé 500 mét thôi. Tức là mà lúc đó là tôi đã đi học ở trường Nguyễn Nguyễn Trãi đó, tức là từ nhà mình cái qua khỏi cầu Thị Nghè, cái đi con đường Hồ Tự, cái đi vẹo của đường Nguyễn Bình Khiêm một chút là đi ngang cái đài phát thanh, cái theo con đường Phan Đình Phùng đi thẳng lên, đi được chừng mấy trăm thước đi qua khỏi đường Tiến Hoàng. Đó là cái trường học của mình học trường Nguyễn Trãi mà là hồi đó là khi mà chiến tranh xảy ra thì mình ở Sài Gòn đó, mình ở Thị Nghè, tức là mình thấy là bao nhiêu lần mà đảo chính ấy, tức là việc gì thì việc, chuyện đầu tiên làm nó phải chơi cái đài phát thanh. Mấy bao nhiêu lần đảo chính cũng vậy, cứ mỗi lần có cái chuyện gì là mình chơi cái đài phát thanh đấy. Thì là thì cái hôm mà đảo chính này thì tôi nhớ là khoảng lúc đó chừng buổi trưa, chừng 11 12 giờ trưa gì đó, cái mình thấy máy bay nó bay vòng vòng, tại vì nó bay quần 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 trên khu nhà mình á. Mình chạy chạy phía chạy phía sau mình coi thì thấy rõ ràng đó là mình tới bây giờ đấy, tới bây giờ tôi vẫn còn còn nhớ là cái tiếng động cơ nó bay, và tôi nhớ mãi cái tiếng đại bác nó bắn xuống canh 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 canh, mình kêu mình hồi đó có thời gian mà Cái bài hồi đó có thời gian mà tôi lúc nào mà tôi nằm mà tôi cứ nhớ là tôi cứ há cái họng tôi ra, tôi cứ ngửa cổ lên đó, cái nó kêu tức là cái tiếng máy bay mà cái tiếng máy bay nó bắn xuống như vậy đây, tức là thì đến ngày hôm sau, một vài ngày hôm sau là mình đọc báo là sau ngày mùng hai đó, tức là nhà lúc đó mình lớn rồi đó, cái cả hai nhà nhà của nhà mình với nhà bà thím mình kéo nhau đi lên đi xuống Sài Gòn coi biểu tình, coi người ta người dân đó tràn ra ngoài đường chào cách mạng. Thì đó đó, khoảng cái đó là chừng 10 giây phút không không à. thì Cái giây phút đó không bao giờ không không thể nào quên được. thì lúc Nhưng mà nó có một, trong tôi có một cái kỷ niệm, có một cái kỷ niệm rất là vui cũng rất là sợ. Lúc đó vì sao vậy, ba bốn đứa nít trong xóm cỡ như tôi bận quần xà lõn, bận áo sơ mi, có sơ mi chứ không có ở trần, bận quần lõn xách xe đạp chạy đi ra đường, chạy ra đường dọc dọc cái con phố đi ra đường. Nhưng mà cái đường thì đáng que, nhưng chỉ có mấy cái anh lính mà không bận đồ, không mặc sắc phục nha,
vòng bộ luật sư viên không, ông thì cầm 7M79, ông thì cầm rulo, ông nào cầm M16, người núp núp vô trong mấy góc tường, từ anh biết già trải dài từ con đường từ chỗ ti tỉnh trưởng gia đình, cái ti tỉnh trưởng gia đình, cái ti tỉnh trưởng gia đình đó, đó biết nhớ chỗ ngay chỗ trường vẽ, ngay chỗ trường vẽ cái đường Chi Lăng, đường Chi Lăng đó. À, dài dài dọc đó tới bót hàng keo, tới bót hàng keo bắt đầu là nó đổ quân ra, bắt đầu ông nào cũng lấy mang súng, mà bằng đội sinh viên mang súng, nít mà đâu có biết gì đâu, rồi ba bốn thằng leo lên xe đạp chạy ào 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 vô, mấy bạn chạy đuổi về đi vô về 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 muốn chết hả, muốn chết hả, rồi lần lần bốn thằng năm thằng chạy về nhà đâu có dám ra đi ra đường đâu mà thì thì lúc đó là mình nhớ là một hai ngày hôm sau, tức là mình trường học đóng cửa, cái thì mình cũng muốn đi xe đạp rồi, đạp xe đạp mấy ông anh bà chị chạy xuống Sài Gòn, sau khi mà thành công cách mạng thành công rồi đó, chạy xuống Sài Gòn đi biểu tình, đi hoan hô biểu tình người hùng cách mạng. Hôm nọ tôi nhìn thấy anh hùng cách mạng, hôm nọ tôi nhìn thấy ông Đức Đậu Bạc, ông post lên cái một tấm hình của ông mà ông lúc đó ông đứng meeting biểu tình đón mừng cách mạng là đúng rồi đó, tại vì sau khi mà ông bắn chết nhà ông Ngô Đình Diệm, tức là bắn chết anh em Ngô Đình Diệm, đó là dân người dân. Giờ mà tôi nói với cái này kìa, cách mạng này là cách mạng đổi mới của cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là cách mạng mặt trận giải phóng, nó khác xa, đừng có nhầm lẫn hai cái cách mạng đó. Đạo chính, cái cách mạng này là đạo chính đạo là cả cái cách cải cách, đúng rồi. Cải cách là một, chứ không phải là cách mạng, mình nói cách mạng đạo chính. Nhiều người ta hiểu lầm, người ta nghĩ là đạo chính. Hồi đó cái danh từ đó là hồi đó chưa có danh từ cách mạng, mình chỉ có cái danh từ đạo chính thôi. Đúng rồi, chưa đạo chính. Dùng chữ đạo chính, đạo chính là thế nào? Đạo bây giờ mình mới hiểu tại sao dùng chữ đạo chính. Đạo chính là đảo lộn một cái chính phủ lại. Đó là họ kêu là đạo chính, lật đổ một cái chính phủ. Thì cũng gần nó sau đó. Đảo là đã đảo, còn chính là chính phủ, tức là đã đảo và là không bằng lòng với chính phủ hiện tại. Đại khái vậy. Rồi, vậy thôi. Tức là mình nghĩ đó là cái lần đầu tiên mà mình nhìn thấy chiến tranh trên đường phố. Lần đầu tiên mà nhưng mà trước đó một lần, tức là ngày 11 tháng 11 năm 60 á, tức là hồi đó có cũng đảo chính của Ngô Đình Diệm đây. Thì là hồi đó là năm 1960 thì lúc đó còn nhỏ lắm. 60 thì là chỉ có 7 tuổi thôi. Thì là tại vì hồi đó là chỉ có cái lũ đoàn nhảy dù đó, họ đứng là họ làm đạo chính mà. Thì trong nhà mình có một ông anh rể đó, ông ấy ảnh là anh Châu, chồng của cái bà của chị Minh, đó là cái chị đó là con nuôi của bà cụ tôi, đó là lấy của ông chồng đó. Thì ảnh ở trong cái tiểu đoàn nhảy dù đó, sau rồi ảnh bị chết, anh biết không, chết ngay trước cửa Dinh Độc Lập, bị bắn chết ngay trước cửa Dinh Độc Lập. Mà tại vì cái cuộc đảo chính đó nó không có thành công, thành thử ra khi nhà đó, tại vì chị Minh, tại vì chuyện trong nhà tôi không biết, là tại vì chị Minh nó chỉ lên chị bảo là bây giờ không có mang xác về được, tôi thì mới hỏi là tại sao không mang, ông cụ tôi hỏi là tại sao không cho mang xác về, bảo là tại vì đó là quân phản loạn không có được mang xác về, tức là chết anh Minh, anh Châu anh chết rồi chôn ở đâu mình không biết. Nhưng mà lúc đó mình biết là, tức là cuộc đời của mình lúc còn bé đó, tức là mình nhìn thấy hai lần đảo chính, một lần là tháng 10, ngày 11 tháng 11 năm 1960, mình cứ nhớ ngoài lúc đó là cũng ở Sài Gòn, và cái ngày 1 tháng 11 năm 1963 là lúc đó cái lần đảo chính thành công. Thì cái khi mà thì đến khoảng chừng 1-2 tuần lễ sau, tức là ngày 22 tháng 11, tức là đảo chính của ông bên này họ bắn chết ông tổng thống Kennedy ở bên Texas đây. Thì hồi cũng nằm trong tháng 1 luôn. Cũng nằm trong tháng 1 luôn. Thì đến khi mình qua đến bên này đây, thì mình đến khi mình lớn mình qua đến bên này đó, mình tụ họp là hai cái chết. Thì rõ ràng đó là hai cái chết đó là nó phải có lý do, nó có liên hệ với nhau. Liên hệ với nhau một cách nào anh? Thì rõ ràng đó là trước khi mà ông Ngô Đình Diệm ông chết đó, thì là cái chiến tranh Việt Nam nó có xảy ra đấy, nhưng mà nó không xảy ra một cách tàn nhẫn như vậy. Nó xảy ra một cách rất là kín đáo mà nó rất là âm thầm. Chứ nó không xảy ra một cách toàn diện. Thì chỉ có khi mà ông Ngô Đình Diệm chết đi rồi, ở bên Việt Nam nó chơi ông Ngô Đình Diệm trước, hai tuần lễ sau nó chơi ông, ai chơi ông Kennedy luôn. Không có muốn đánh nhau Việt Nam. Kennedy. Ông nói là ông lúc đó là trước đó mấy tuần, đến khi sau này mình biết là trước đó mấy tuần thì ông họp báo thì ông bảo là ông có muốn đánh nhau, ông chỉ muốn bây giờ trở lại chuyện ngày xưa, tức là ông muốn kéo 17.000 cố vấn của ông về, ông có muốn đánh nhau nữa.
là mình đến bây giờ người ta vẫn, tôi vẫn còn những cái clip phim của ông, tôi vẫn còn được coi những cái clip phim ông phỏng vấn ở trong Tòa Bạch Ốc. Ông nói là bây giờ mình sẽ trở về cái hiện thực cũ, tức là mình mang cái mình không có leo thang chiến tranh nữa. Thì khi ông nói như vậy đó, tức là chỉ một vài tuần lễ sau là nó bắn ông chết. Thì rõ ràng có một điều thế này này, rõ ràng một điều thế này, nó không phải trùng hợp mà nó có chủ đích. Nó rõ ràng là đến sau khi ông Ngô Đình Diệm ông chết và sau khi ông Ngô Đình Nhu chết thì ông Doãn Xuân ông lên, tức là chiến tranh nó bùng nổ một cách rất là khổng lồ. Ông Doãn Xuân ông lên một cái đó là từ 17.000 quân đội, quân cố vấn ở đó, đến khi mà 20 ngày 27 tháng 11 năm 1967 đó, chỉ có 4 năm sau thôi, tức là cái sức quân lên nửa triệu quân. Và cái lúc đó là cái ông bộ trưởng McNamara, ông đánh nhau Việt Nam 3 năm rồi đấy, là ông từ chức, không biểu đánh nhau không ăn rồi đó, là ông từ chức. Ông mình vẫn còn nhớ phải là cái khi mà ông từ chức, mà ông từ chức cái bộ trưởng bộ quốc phòng á, là ông vừa từ chức mà ông vừa khóc, mà ông không nói là sẽ một lúc nào tốt hơn thì tôi sẽ nói về cái lý do tại sao, nhưng mà bây giờ ông nói không trả lời, ông từ chức. Tức là đến năm 1967 là chính ông bộ trưởng bộ quốc phòng, mà cái ông đó là cái ông mà sáng lập ra cái đường mòn, đó là cái đường dây hàng rào điện tử. Điện tử McNamara đó. Ông cụ tôi vẫn còn nhớ. Đúng, hàng rào. Nói là đó là cái phòng tuyến là cái gì đó, à, phòng tuyến Maginot. Tại vì ngày đệ nhất thế chiến đó là người Pháp họ dựng ra cái chiến lũy Maginot. Thì bây giờ là đến đời ông McNamara thì ông cụ tôi bảo là đây là cái chiến lũy McNamara, tức là phòng tuyến McNamara. Là để trận mà ông làm như vậy là đến năm 1967, đúng là 29 tháng 11 năm 1967. Trong tháng 11 này mình có 3 ngày, ngày 27, ngày mùng 1 tháng 11 đảo chính Ngô Đình Diệm, ngày 22 tháng 11 bắn chết Kennedy. Ngày mùng 2 tháng 11 bắn chết ông Ngô Đình Diệm ở Việt Nam. Ngày 22 tháng 11 bắn chết Kennedy ở bên Dallas, Texas. Và ngày 29 tháng 11 năm 1967 là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng McNamara từ chức. Sau khi đánh nhau Việt Nam bằng bạn trong tháng 1. Đấy, trong tháng 11 thì đó, thế là trong tháng 11 nó cũng có nhiều cái sự kiện lịch sử quan trọng ghê. Đúng rồi. Thì mình nói thêm một tí là cái gì đến bây giờ người ta vẫn còn nghi ngờ, là không biết là người Mỹ họ khi mà hai cái câu chuyện của ông bắn chết ông Ngô Đình Diệm ở Việt Nam và bắn chết ông Kennedy ở Dallas và cái sự bùng nổ chiến tranh ở Việt Nam nó mức độ khủng khiếp, thì những cái sự kiện nó có liên lạc, nó có liên hệ gì với nhau không? Tôi nhìn bây giờ là chắc chắn là 99% là với tôi là nó phải có liên hệ với nhau, chắc chắn là như vậy. Tại vì là khi nhưng mà cái bí mật này nó chưa bao giờ nó bung ra. Không, anh rõ ràng đến là đến hôm nay mình đọc lại thì mình mới biết là khi mà hội nghị ở Ba Lê đó, thì người ta có bàn về hội nghị Ba Lê ở bốn bên, tức là Việt Nam này, Bắc Việt này, mặt trận giải phóng miền Nam và miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, và bốn bên mặt trận của họp bốn bên mà. Thì khi đó là cái vấn đề là người ngoài Bắc á, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bao giờ họ cũng phải nói là bằng đủ mọi cách là không được để cái chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu này có được tồn tại. Họ không có chấp nhận chính quyền ông Ngô Đình Diệm không tồn tại. Đấy là họ lặp đi lặp lại cái chuyện đó trong mấy năm rồi, có rất nhiều chuyện, nhưng mà một chuyện họ có lập điều lại là không thể nào để cái chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tồn tại. Thì bây giờ văn bản rõ ràng là ông Nixon ông nói là thế này: mình giết ông Ngô Đình Diệm, lời ông Nixon này, mình giết ông Ngô Đình Diệm thì mình bước vào chính tranh Việt Nam, nhưng mà mình sẽ không giết ông Nguyễn Văn Thiệu để mình bước ra khỏi chính tranh Việt Nam. Đấy là nguyên văn lời ông Tổng thống Nixon nói. Mà bây giờ người ta còn ghi lại được bằng tiếng nói và bằng chữ viết. Thì thế này này thưa anh, tôi nghĩ đó là lý do mà tại sao đó. Mà kể từ bây giờ mình trở lại câu chuyện tháng 11 này, thì mình có một cái biểu hiện rõ ràng thế này này. Đó là lý do tại sao mà từ cái năm 1963 đến bây giờ đó, là không có một ông Tổng thống Mỹ nào mà dám nói chuyện hòa bình cả. Không có ông nào cả. Ông nào lên cũng phải có chiến tranh. Không đánh nhau với người này thì đánh nhau với người khác. Thằng nào mà không đánh nhau là nó không làm được đâu. Nó không làm được đâu.
trong cả cái cuộc đời của tôi mà tôi ở đến nước Mỹ này, trong cả cái cuộc được chiến tranh cuộc đời của tôi ở đến Mỹ từ năm 1975 tới bây giờ, mà bây giờ mình nói ngược lại một tí, kể từ năm 1963 trở lại mà đến giờ này này, không có một ông tổng thống nào mà không được đánh nhau, mà ngồi yên được, bao giờ cũng phải đánh nhau. Chỉ có hai cái trường hợp gọi là đời ông tổng thống Carter đó, là cái năm đó tôi mới qua. Thì năm đó, năm tôi mới qua là ông Carter, ông làm tổng thống từ năm 1976 đến năm 1980, 4 năm. Thì lúc đó là người Mỹ họ đang, tại vì họ mới thua trận Việt Nam mà họ đang chỉnh đốn lại quân đội họ. Họ đang chỉnh quân lại, họ không có đánh nhau. Mình bước bước người nào. Và cái lần thứ nhì là năm nay nè, lần thứ nhì nó xảy ra năm nay nè. Là cái năm của ông tổng thống Trump và ông không có đánh nhau. Chứ còn bất cứ một ông tổng thống nào rồi cũng phải đánh nhau. Tại vì cái gương đàng đàng, rõ đàng đàng đó là không đánh nhau là cái tội, cái số phận. Tại vì mình đã nhìn thấy là ông Kennedy, ông bảo là không có đánh nhau nữa. Mình rõ ràng là ông trên video, trên thực tế ông nói là không có đánh nhau nữa. Không có đánh nhau ở Việt Nam nữa. Thì đầu tiên là anh chơi ông Ngô Đình Diệm. Sau đó là anh chơi ông Kennedy. Thì sau đó chiến tranh Việt Nam nó bùng nổ. Hồi đó chỉ có đó là ba sự kiện nó rất là rời rạc. Nó không có dính líu gì với nhau, người ta nghi ngờ, người ta nối lại với nhau, nhưng mà nó không có ai có dính lại. Nhưng mà đến giờ này thì chắc chắn rõ ràng là ông Nixon, cái mồm Nixon ông nói ra. Nói mình vào Việt Nam, mình giết ông Ngô Đình Diệm để mình vào Việt Nam, thì mình, nhưng mà mình sẽ không giết ông Nguyễn Văn Thiệu để bước ra khỏi Việt Nam. Năm 1971, có khoảng chừng tháng là tháng 10 năm 1971. Mà người ta còn ghi lại, bằng lời nói và chỉ biết. Thì mình cũng nói lên đây để một cái điều đó để cho anh em mình biết là chiến tranh Việt Nam nó không phải là cái điều người Việt Nam mong muốn, mà cái điều đó là cái điều sắp đặt rất là cẩn thận, và người Mỹ sẽ phải hy sinh tổng, nếu cần họ sẽ phải hy sinh tổng thống của họ, họ sẽ phải giết tổng thống của họ để có khởi đầu cuộc chiến này. Và rất là may mắn này là người Việt Nam mình đã chấm dứt được cái cuộc chiến đó, trong khi là người Mỹ rất là điên cuồng. Mình đã chiến thắng, mình đã chấm dứt được cuộc chiến trong chiến thắng, với cái sự, trong cái sự điên khùng của người Mỹ. Tại vì chỉ có người Mỹ họ điên khùng đến mức xanh, họ điên khùng đến mức độ họ phải giết tổng thống của họ để họ khởi động cuộc chiến tranh, thì không biết là lúc đó họ điên khùng như thế nào, đến chừng nào. Thành thử ra bây giờ mình nói chuyện là bây giờ cái chuyện của các quá khứ, mình nói chuyện hiện tại. Có thấy một cái điều bây giờ chuyện gì là chuyện, cái điều ông Trump cũng làm sẽ, ông chịu cái chuyện ông Trump cũng làm rất nhiều điều sai với cái dân chúng ở đây. Căn bản là chẳng hạn những cái chuyện ông Covid, ông bỏ ra với người dân Hoa Kỳ, ông làm rất nhiều điều sai. Với người dân mình, người dân Hoa Kỳ trong đất nước của ông làm rất nhiều điều sai. Cái điều mà ông làm sai với thế giới mình không thích. Tại vì người Mỹ đã làm sai với thế giới rất là nhiều. Ngay thế giới đâu không biết, mà người Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ đã làm sai với người Việt Nam rất là nhiều. Mình không nói tới. Nhưng mà chiến tranh, nhưng mà cái ông Trump cũng đã làm một điều mà đến giờ này mà ông đã vẫn còn giữ được, không gây chiến tranh, ông không gây chiến tranh. Và tôi nghĩ là đó là cái sự mà tại vì ông không gây chiến tranh, thành thử ra cái sự khủng điên. Tại vì người Mỹ, mình bây giờ mình kiểm lại, mình thấy là người Mỹ giờ khi mà họ muốn gây chiến tranh, họ sẵn sàng hy sinh tổng thống của họ. Người Mỹ là, mà mình cũng phải nói là dân Mỹ, mà còn cái chính phủ Hoa Kỳ, nếu mà họ cần gây dựng chiến tranh, họ sẽ giết tổng thống của họ để khỏi gây chiến tranh. Mà ông Trump này, ông đã không gây dựng chiến tranh rồi đó, mà đến giờ này ông còn sống, đó một điều với tôi là một sự nhiễm màu chứ không phải không? Cho ông. Đấy là cái sự suy nghĩ của mình trong cuối tháng 11. Đúng rồi, thay vì tổng kết những cái số phận mà những cái sự kiện mà nó quan trọng mà ở đất nước mình, kể cả ở nước Mỹ này, nó xảy ra tháng 11 thì cũng quá nhiều điều kiện quan trọng ha. Mà những cái điều kiện này rất những cái sự kiện này rất là lớn ha, dính líu tới tổng thống nè, tự ngoại trưởng Nakamura này à. Nakamura rồi Nakamura rồi rồi xong rồi tới Nakamura rồi tới Ngô Đình Diệm nè, rồi tới lực đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 63 nè, nhiều sự kiện tháng 11, nhiều sự kiện quá ha. Thì đó, thì tôi với anh lên đây cũng ôn lại quá khứ thôi, ôn lại những cái kỷ niệm mà hồi nhỏ mình, những cái thuở mà mười mấy tuổi mà mình đã biết được cái chạy lòng vòng rồi đi dòm con máy bay với lại súng trên nó bắn xuống này kia, thì nó cũng ôn lại cho con cháu mình nó hiểu được cái lịch sử của Việt Nam mình.
Cái điểm thứ hai nữa nhấn mạnh là cái điều này, ở đất nước Mỹ này phải hiểu điều này, những người nào không gây ra chiến tranh. Hôm trước có một cái thằng em nó nói rằng là đó là quy luật bất di bất dịch, luật bất thành văn của Mỹ. Cứ nghĩa là khi anh Cộng Hòa anh phải gây chiến tranh thì cái thằng Dân Chủ, cứ 8 năm Cộng Hòa, 8 năm Dân Chủ không cần biết cái chuyện gì hết. Và cái thằng gây chiến tranh là thằng Cộng Hòa, thì cái thằng Dân Chủ đi qua bên kia hốt của. Nói chung là vậy đó. Thế đó, nó làm giàu bằng cách vậy đó. Tức là cái nó coi là một cái đường lối mà nó bất di bất dịch đi đó. Nhưng mà có những người mà khi mà bị số phận hãm hui hoặc là chỉ làm một nhiệm kỳ thôi, thì trong đó nó có hai người như anh nói, trong đó là của anh cha ông Nixon là một, thứ hai nữa là ông Donald Trump này. Thì ông Donald Trump này chưa ngã ngủ, nhưng mà hình như là đã 90% mình đã nghĩ ông đã rớt rồi, bởi vì theo lời anh nói là ông không có chiến tranh là ông rớt rồi. Thế thôi. Rồi. Cũng nói thêm một chút đó là sau khi chiến tranh chấm dứt thì ông McNamara là ông đầu tiên, ông đến ông cựu bộ trưởng quốc phòng đến Việt Nam đầu tiên. Ông lúc đó ông đến thì ông có cái giáp không còn, tại vì ông McNamara là người chủ trương là cái chiến tranh Việt Nam, thì ông là bộ trưởng quốc phòng đầu tiên ở trong cái chiến tranh Việt Nam. Ông đánh nhau 2 năm thôi, và ông biết là ông không đánh nhau được, ông đã biết thay thua rồi. Mà ông biết từ năm 1967 là khi mà ông bộ trưởng quốc phòng đầu tiên ông nói là chiến tranh Việt Nam không thắng được rồi. Mà cho đến khi Việt Nam chiến tranh Việt Nam chấm dứt là năm 1975, 8 năm nữa. Điều đó chỉ muốn nói là một điều thế này: ông khởi đầu một cuộc chiến tranh thì rất là dễ, nhưng mà để ông chấm dứt một cuộc chiến tranh rất là khó. Đặc biệt là khi ông chấm dứt chiến tranh trong sự thua trận khó vô cùng chứ không phải không. Thành thử ra ông khởi đầu chiến tranh rất là dễ, chẳng hạn nó khởi đầu chiến tranh ở Iraq, ở Afghanistan rất là dễ, nhưng mà để mà chấm dứt cuộc chiến tranh đó rồi rút quân ra khỏi đó là một điều khó khăn vô cùng. Đến bây giờ mấy ngàn quân ở Afghanistan mà nói bao nhiêu năm nay mấy đời tổng thống mà rút ra không nổi. Chiến tranh mình tự động tự mình nó có một cái quán tính rất là to, nó tiêu thụ rất nhiều nhân lực, tiền bạc, và nó biến thành một cuồng máy khổng lồ. Mà đến khi nó bóng quay mà nó quay rồi là rất khó mà ngừng lại cho nó. Làm sao mà tự nhiên các bạn từ mình tôi nghĩ người Việt Nam mình đến giờ này mình càng nói chuyện về quá khứ, anh càng nghĩ về quá khứ, rồi mình nghĩ đến chuyện hiện tại bây giờ, những điều gì mình có được thì được quý giá, thật là một điều quý giá, và thật là một điều rất là may mắn, và mình rất là mừng cho mình Việt Nam. Là bởi vậy thưa tôi hay lên mạng tôi hay tự nói là cái điều này, bởi vì những cái lớp trẻ sau này nó không có trải qua những cái giai đoạn mà lịch sử của nước mình những cái chiến tranh thảm khốc, và nó không có chứng kiến được những cái sự mà bùng nổ của chiến tranh của Mỹ Việt Nam, rồi người dân mình phải hứng chịu tất cả, thì nó không quý được cái hiện tại, em hiểu không? Nó cứ lên mạng nó bốc phét. Chứ thực chất ra khi người nào như tôi với anh bây giờ ở vậy mà nghe nói nhắc lại chiến tranh, mà đừng, tao nói mày muốn chiến tranh đâu chiến tranh, mà đừng có chiến tranh của đất nước tao, là tao mừng rồi. Có nghĩa là bởi vì nó quá thảm khốc, anh thấy không? Nó quá thảm khốc mà cái chiến tranh đó nó không phải do người Việt Nam tạo ra, bây là ác ôn ấy. Anh thấy không? Có là cái chuyện này nó không phải do mình tạo ra. Đó, cái điều đó. Thành ra vì chúng nó là mỗi lần mà nhắc tới cái chuyện đó, tự nhiên mình thấy bồi hồi, mà mình mới cảm thấy mình nhờ ơn trời. Ngay tại giây phút này đây, tôi với anh đang nói chuyện đây, đất nước mình thanh bình một cách ráng, mình phải nói là một cái gì đó nó thiêng liêng vô cùng. Và mình phải trân trọng cái điều đó anh. Rõ ràng. Anh nói, khó nha. Anh nói chuyện về thanh bình nhé. Cái chuyện thanh bình là cái điều mà ai thì không biết, chứ mà đối với Việt Nam rất là quý. Chẳng là vậy này, không biết là mình có nói chuyện với anh về cái chuyện mà cái ông cố vấn, chắc mình nói chuyện rồi, là cái ông cố vấn quốc phòng, cố vấn an ninh cho Tổng thống Trump mà khi đến Việt Nam đấy, ông O'Brien đến Tổng thống Việt Nam, ông đến và ông bị cách ly đấy. Tức là bị cách ly. Tức là khi ông đến Việt Nam, tức là tại vì cái tòa nhà trắng mình lúc tại người Mỹ họ bị bệnh nhiều quá rồi, Việt Nam mình làm lớn nhanh, là người cũng bị bệnh vậy. Việt Nam mình sợ quá, mình phải lớn thì lớn, sợ cách ly hết, bất kể mày là ai.
ông ở trong khách sạn Metropole, ông ở trong khách sạn Metropole mà người ta đẩy thức ăn đến cửa phòng ông, người ta để phòng ông, người ta gõ cửa ông ra, còn ông lấy kéo vô ông ăn chứ còn cũng cho biết mà, thế nào lễ độ mà cố vấn an ninh cho tổng thống, cố vấn quốc phòng cho tổng thống Donald Trump là to lắm, mày to như ông là to chứ cái sinh cơ của mình ngày xưa đó. mà chị Việt Nam mà công nhận đó. Còn câu cũng có một cái bài văn mà Kissinger dặn dò. Kissinger bây giờ lớn rồi, tuổi rồi, mà nghe đó có một cái bài mà Kissinger dặn dò những người tổng thống của Mỹ chớ dạy đừng vào đụng vào Việt Nam. Anh có nghe cái bài của Kissinger dặn dò những người tổng thống mình có đọc, mình có đọc đó, không biết là bài đó là sao, nhưng mà mình có đọc vậy. Nhưng mà ông Kissinger là cái người mà giải quyết cái chiến tranh Việt Nam đây, thì chính ổng cũng đi đêm với Trung Quốc để thế, hai cái hòn đảo thì thế này. Nhưng mà mình để ý là ông là ông là người tối thiểu là ông cũng cố gắng chấm dứt được theo cái chiến tranh Việt Nam, theo cái chiều hướng của người Mỹ. Đến đây thì mình mới biết rằng là công nhận là cái mình nói là trai thời loạn gái thời bình, cái thời loạn anh công nhận người Việt Nam mình giỏi thật. Cái thời này tại vì nó không có nó yên bình rồi đó. Mình đọc báo, mình đọc tin tức, mình thấy là mấy ông cũng thường rồi. Nhưng mà trong chiến tranh, mình thấy người Việt Nam mình giỏi trong khó khăn. Đó là cái sự mình hôm nay tôi đang đọc lại cái tập hồ sơ mà cái sự đàm phán giữa hai bên của Việt Nam với Hoa Kỳ. Cô Bồng ấy. Hiệp định Ba Lê, có bà Nguyễn Thị Bình cũng hay, bà Nguyễn Thị Bình của ông Xuân Thủy, của ông Lê Đức Thọ, tức là mới thấy là cái không hiểu là tại sao mà tài trí của Việt Nam mình, em biết là mấy những người Henry Kissinger, giáo sư đại học Harvard, người Do Thái, những bộ óc khổng lồ của thế giới chứ không phải là của Hoa Kỳ, những bộ óc khổng lồ của Hoa Kỳ coi như là những bộ óc khổng lồ của thế giới, ông Lê Đức Thọ và Nguyễn Thị Bình, những người đi từ trong chiến tranh đi ra, đi vào trong chiến tranh, những người căn bản, những người coi như là chỉ lớn lên trong chiến tranh, tự học tiếng Việt Nam, tự học tiếng Mỹ, tự học tiếng Nga, tự học tiếng Pháp để đi đối phó với những người đến đây, những người ngoại nhân đến xâm lược Việt Nam, mà họ đã làm được những cái công việc coi như là kỳ tích. Quả là một điều là kinh khủng chứ không phải không, phải có hồn thiêng xuống núi họ mới làm được như vậy. Và tôi nghĩ rằng là cái người Việt Nam mình, tại vì đã được xây dựng trên những căn bản rất là quý giá, rất là quan trọng như vậy, thành thử ra cái sức mạnh của Việt Nam của mình, của Việt Nam bây giờ và về sau rất là cứng chắc. Là tại vì tôi nghĩ là không ai dám mà cách ly ông, tôi trên thế giới này không ai dám cách ly ông cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống Hoa Kỳ cả, ngoại trừ Việt Nam đâu. Bởi vậy anh nói, tôi nói từ lâu rồi, tôi nói rồi, tôi nói làm gì làm, có nghĩa là ở thằng nhỏ con mà ở một cái xứ rất ư là bé tí tẹo nhưng mà chưa hề biết sợ ai, nói một cách nôm na là có một câu hay là chưa hề biết cúi đầu bất cứ một thế lực nào. Đó. Tôi nghĩ người Việt Nam mình họ cũng họ không có nghịch ngợm, họ cũng không có ngổ ngáo đâu, họ cũng không có trịch thượng lắm đâu, nhưng mà vì cái quyền lợi của tổ quốc của họ thì họ sẽ sẵn sàng, không phải là họ đâu có muốn làm mất lòng ai, người Việt Nam mình thật rồi, họ không có muốn làm mất lòng bất cứ người nào cả. Anh nhìn cách ăn ở của người Việt Nam mình, anh biết câu đầu tiên họ mở miệng ra là bán họ hàng xa mua láng giềng gần, mà họ có muốn làm, họ có thể hy sinh cả người ruột thịt của họ để cho họ làm người ra láng giềng họ vui. Thứ đó họ ăn ở rất là đàng hoàng, họ muốn làm đừng nói chi là khách khứa ở xa. Việt Nam mình mở miệng ra khách đến nhà không gà thì vịt, họ quý khách lắm anh, họ quý hiếu khách, họ rất là hiếu khách, hiếu không khách. Phải là họ sợ hãi nhưng mà tại cái tính tình họ hiếu khách, đừng nhưng mà chỉ có một khó chịu, không phải họ sợ. Thì biết bao nhiêu cái cường quốc đã trả giá rồi, đó đã trả giá rồi. Họ không chịu nổi. Thì buổi hôm nay cuối tháng 11
một cái tháng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng đối với ở trong lịch sử của Việt Nam với Hoa Kỳ. Tôi nghĩ là những người chỉ chúc những người Việt Nam ở đất Mỹ này mà trải qua cái cuộc chiến tranh của Việt Nam thì mới hiểu được thấu hiểu được cái tình trạng của hai quốc gia mình với nhau. Tại vì thực sự là người Mỹ ấy, tôi nghĩ là rõ ràng không có thằng cha nào mà nó khùng điên bằng người Mỹ, dám bắn chết tổng thống của mình, tại vì ông đó phản đối thì chiến tranh, không muốn kéo dài, không muốn mở rộng chiến tranh Việt Nam mà nữa, hy sinh cả một tổng thống ấy, có ai dám làm cái điều đó không? Chỉ có người Mỹ dám làm thôi, mà ai làm cái việc đó anh? Ông chính cái miệng ông Donald Trump ông nói là mấy cái ông tướng ở trong Bộ Quốc phòng bao giờ cũng chỉ muốn đánh nhau thôi, đặt bán võ khí, cái miệng ông nói ra, cái miệng ông Trump nói rất nhiều điều, có rất nhiều nói điều nói sai, nhưng mà không phải những ông Trump chỉ nói những điều sai thôi, có những điều ông nói rất là đúng. Ông nói được những cái điều mà ông dám tố cáo cái ông nói là tôi biết mấy người lính nó thích tôi, nhưng mà mấy ông tướng này không có thích tôi. Là tại vì mấy thằng tướng này chuyên môn cả ngày nó chỉ nghĩ chuyện đánh nhau thôi. Chẳng nó cho mấy anh kia bắn vào khí. Cái miệng ông nói. Ông nói nhiều điều sai lắm, nhưng mà đó là một cái điều ông nói không sai. Ông nói rất nhiều điều ông nói đúng. Ông có người ta có thể quy tập lại là ông nói dối 20 mấy ngàn lần. Từ đời từ trước đến giờ. Nhưng mà ông nói rất nhiều, không phải là những điều ông nói là chỉ nói sai thôi. Có những điều ông nói mà rất là tàn nhẫn. Nói chung thì ông thì cũng có nhiều điều sai, nhưng mà cũng có những cái điểm son. Thứ nhất là không gây chiến tranh nè, rồi có những cái mà ông khui ra những cái chuyện mà ví dụ như là truyền thông thổ tả là thì cũng có lúc, nhưng mà bây giờ mình chỉ nói là trên cấp độ người dân của mình thôi, thì mình bị chỉ thay, có nghĩa là tôi với anh ông nào lên cũng được, và ông nào lên cũng vì lợi ích của nhân dân cả nhân dân nước Mỹ thôi, chẳng có nước nào. Thì suy qua suy lại, nhưng mà mình cũng không nói về cái vấn đề của tổng thống Mỹ nữa, là bởi vì hiện giờ ngay bây giờ anh thấy rõ ràng tin tức nó cũng loạn cào cào lên, mình không biết đâu là thiệt đâu là giả, vì cứ thành ra mình không nói được nữa, là bởi vì là mình nói mình sợ đánh đúng chứ không có mẹ chứ rồi nó hẳn vậy, mình không biết ngày mai thế nào, bây giờ mình đâu có biết của mẹ, bởi vì thấy cái đài này nói A, đài kia nói B, đài kia nói C, nghĩa là nó hầm bà lằng sáng cấu vô luôn, là không biết đường nào mà bò để thôi, không nói nữa. Nhưng mà mình nói cho cùng thì tất cả mọi cái thứ này cũng vì lợi ích của nước Mỹ mình như thế thôi. Thì ông Trump thì nó có những tính cách cá biệt, và đa số những người dân họ không ưa, những người lớn tuổi họ cũng thích. Ví dụ như là ông ai nói năng bất nhất, sáng nói chiều nói lại, rồi nói chung là những cái gì hầu như ông làm sai chứ, ông làm chặt cái trăng nắng chiều mưa nói thì nói. Không, sang nắng chiều mưa thì cái chuyện đó những người mà có cái đó không kiến như mình thì không có thích. Ví dụ như anh thấy rõ ràng không, thích là nói không thích thì thôi, và nhiều khi nó nói trước quốc rồi, nói chung là nói trước quốc, và nói những cái mà không nên nói ông cũng nói luôn, nói tầm bậy ông cũng nói luôn. Thành ra mình không có ai mà không cản mình không được, thành ra thì thôi mình kể đúng thôi, là chuyện người ta chuyện chuyện người ta chuyện người Mỹ mình đấy mình Việt Nam mình anh em mình lớn lên trong chiến tranh, mở mắt ra là nhìn thấy chiến tranh. Bởi vậy, vẫn còn ngồi đây nói chuyện nhau vậy thì coi như là cả vấn đề quý quá, có nghĩa là không, mình nghĩ là không bao giờ thấy rồi, bởi vì đa số những người lính già giống như mình hầu như đây 60% đã quy tiên rồi. Thứ nhất đau bệnh, thứ hai nữa là chết già, thứ ba nữa là vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng mà anh nghĩ hiếm có mấy cái thằng mà bạn già mà cùng thời cùng tuổi cùng đi lính như vậy còn ngồi lên đây còn nói chuyện ấm a mới gì là vui rồi, chứ còn vui rồi. Cuối đời là vui rồi. Và chỉ mong ước như thế nào là mình sẽ gửi xác của mình hoặc là những người cuối đời của mình về quê hương mình sống an nhàn là tốt rồi, về quê hương là tôi tốt không rồi. Biết anh. Thôi bây giờ nói chuyện tháng 11 xong, bây giờ phải nói chuyện tháng 12. Bây giờ thế này nhá, không biết là đến chừng nào là mình mới nghe nói bị bắn vé máy bay tao về, trời khổ quá. Chừng nào bây giờ ông hỏi coi chừng nào hỏi nàng, hỏi nàng cô Vi chứ hỏi ai giờ. Nàng cô Vi tha, nàng cô Vi mà không còn yêu anh nữa đừng yêu anh nữa để làm gì. Tôi sao mà không hiểu anh, tôi ở đây 4 năm nay là năm thứ 45, qua năm thứ 46 này mà không có lúc nào tôi mong về Việt Nam như bằng những lúc này nữa anh à.
Trời, bây giờ mới là biết là quý chứ ngày xưa là mình lại không mong lắm anh, ngày xưa mình cũng mong mà không có đâu. Đúng rồi, thì tôi cũng giống như anh thôi. Có nghĩa là bây giờ mình mới nghiệm ra một cái điều là cái hộ chiếu của cái visa của Việt Nam mình có giá trị cỡ nào, mới lại ghê. Thấy như vậy mình nói về chúng nó chửi, nhưng mà thực tế bây giờ mới thấy mới ghê. Thấy mình lại mình về là mình cười tươi. Không ý đứa nói là tao thắt chết rồi, tao thắt chết rồi. Tôi nghĩ là ông cũng sẽ chết, nhưng mà đại khái là ông về nó cũng tươi lắm anh. Tại vì không phải ai cũng được như ông đâu. Cả cái đất nước. Không phải, ai vậy à, mặc dù không có dịch ra nữa. Tôi về Việt Nam đúng rồi anh à. Bây giờ sân bay là tươi à. Ngổ anh về đi. Anh nói vậy. Không ăn uống gì cả, chỉ kéo ghế ra ngồi chung trước đường đó, ly cà phê đen, xong có ông đi qua, bà đi lại là thấy vui rồi, là thấy no rồi. Mà mình không hiểu anh à, mình không hiểu là đó là cái tâm tình riêng ít, tâm tình riêng và ít đòi và khan hiếm của tụi mình, hay là tâm trạng chung, là tại vì tôi thấy tôi thấy là rõ ràng là như tôi là mỗi lần tôi về cái thời giờ tôi ở Việt Nam là những cái thời giờ mà rất là tôi không hiểu anh, rất là thích thú với tôi. Tôi thì cũng không đâu khác anh gì đâu, có nghĩa là lúc nào cũng vậy á. Mà đi á, mà hồi xưa đi làm mới về đâu có được mấy tuần đâu về, nhưng mà tức lắm. Mẹ tiên sư nó tại sao về ít như vậy. Lúc nào cũng muốn ở lâu, lúc nào cũng muốn ở lâu rồi cái mình về nhà nó có những mình về quê mà về về đất nước mình có những cảm giác khó tả, nó khó tả lắm, mình không thể nói bằng lời được, nó khó tả. Ừ. Và cũng giống như tôi nói anh đó, đi về thì rất ư là hào hứng, nhưng mà lúc mà ra đi nó bùi ngùi. Nó mệt, nó bùi ngùi mà nó làm những cái chuyện nó không đúng đi. Nhưng ai có cái gì, nhưng có cái gì nó cột, nhưng ai có cái cột cái chân nó lại. Níu lại. Tôi nhớ là hồi đó, nó có mấy lần mà sau khi tôi ở Việt Nam về, tôi về lại Mỹ này. Tôi là cái, cả ngày tôi cứ lê la ở cái mấy cái hàng, quán Việt Nam này. Tôi ít bao giờ tôi đi ăn quán Việt Nam, nhưng mà chỉ có những lần mà tôi về Việt Nam xong tôi trở lại bên này, lúc đó tôi lại xuất hiện, tôi lại la cà Việt Nam, làm như mình mới tìm lại những không khí. Mấy lúc này tôi nói nghe là mấy lúc gần đây tôi bị vợ tôi chửi hơi nhiều, lý do là gì? Chuyên môn ngồi coi coi cái thằng mà bây giờ coi đổi qua rồi coi toàn là hôm trước thì coi cái gì khoai lang thang. Bây giờ đổi qua là Sapa TV, ồ má nó đi đâu không cắt miệng, nó đi nó ngồi nó đi ăn cái mỗi lần nó ăn cái bà thấy anh có gì ra thì có cái này tự nhiên xuống bới cơm ăn, bà nói mẹ đi như kỳ vậy, ông coi là ông đi ăn cơm mà nó ăn thấy ngon quá mà mình đâu có gì đâu ăn thì thôi xuống bới cơm ăn tạm, cười trời ơi khổ nào là cơm lam rồi gà đen lợn đen gì uống chứ trời ơi toàn đồ quý hiếm không rồi nướng lá mắt mật làm gì trời tôi ngon quá nước miếng nó chảy ra mà tức quá xuống bới cơm ăn ba cà la mẹ cái gì đừng coi cái ăn này coi cái ăn này. Ok anh, thôi mình có chuyện rồi có ai có qua tai vô thì mình nói chuyện tôi... thêm mình dắt rồi mình cũng phải rồi. Có chuyện anh, rồi, thôi anh xuống đây, anh đi công chuyện, dạ. Có cái gì hồi nó ghé. Ok luôn. Anh, rồi. Chào anh, chào quý vị, rồi. Chào các bạn. Rồi, chào, ok, cảm ơn anh nhiều. Rồi. Phạm Quốc Thanh nè, Phạm Quốc Thịnh hả, có lên rồi, chưa anh chơi.